Chào các em học sinh lớp 7. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Long Thị Ánh Minh, đến từ trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nấm Lư. Các em thân mến, khi giao tiếp cũng như khi làm văn, đôi khi chúng ta phải sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Để hiểu và nắm chắc kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn tập hệ thống lại những kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ đi ôn tập về lý thuyết. Một nhỏ, từ đồng nghĩa. Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Chúng ta xét ví dụ sau đây. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Chim xanh ăn trái xoài xanh, ăn no tắm mát đậu cành cây đa. Như vậy, từ quả và từ trái là hai từ đồng nghĩa. Chúng ta lưu ý, một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. Xét ví dụ sau đây. Với từ ăn, chúng ta có ăn cơm, có nghĩa là cho cơm vào miệng, nhai và nuốt. Tàu ăn hàng là tàu tiếp hàng, nhận hàng để chuyên chở. Như vậy, từ ăn là một từ nhiều nghĩa. Ví dụ, đồng nghĩa với từ ăn cơm, ta có xơi cơm. Đồng nghĩa với tàu ăn hàng, ta có các từ tàu lấy hàng, tàu nhận hàng. Về phân loại, chúng ta lưu ý. Trở lại ví dụ, rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Chim xanh ăn trái xoài xanh, ăn no tắm mát đậu cành cây đa. Từ quả và từ trái là hai từ đồng nghĩa hoàn toàn. Bởi vì khi ta đổi vị trí cho nhau, chúng sẽ không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa. Chúng ta đổi ví dụ. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu trái mơ chua trên rừng. Chim xanh ăn quả xoài xanh, ăn no tắm mát đậu cành cây đa. Như vậy, khi đổi vị trí hai từ này cho nhau, chúng ta thấy không phân biệt nhau về sắc thái nghĩa. Như vậy, đấy là từ đồng nghĩa hoàn toàn. Tiếp theo, chúng ta chú ý. Trước sức tấn công như vũ bão và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã bỏ mạng. Công chúa Habana đã hy sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm tay. Như vậy, từ bỏ mạng và từ hy sinh là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Vì mặc dù cùng nói về cái chết, nhưng bỏ mạng là chết vô ích, sắc thái khinh bỉ. Hy sinh là chết vì nghĩa vụ, vì lý tưởng, mang sắc thái kính trọng. Như vậy, hai từ này không thể đổi vị trí cho nhau vì chúng phân biệt nhau về sắc thái biểu cảm. Như vậy, chúng ta đã ôn tập được kiến thức về từ đồng nghĩa. Phần tiếp theo, hai nhỏ. Chúng ta sẽ ôn tập kiến thức về từ trái nghĩa. Thế nào là từ trái nghĩa? Trả lời cho câu hỏi này, chúng ta lưu ý. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Chúng ta chú ý ví dụ sau đây. Trong hai văn bản Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê, các em chú ý. Trong văn bản đầu tiên, Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của tác giả Lý Bạch, các em lưu ý. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Trong văn bản này, chúng ta tìm được cặp từ trái nghĩa ngẩng, cúi. Ở văn bản Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của tác giả Hạ Chi Trương, chúng ta chú ý, trẻ đi già trở lại nhà, giọng quê không đổi, sương pha mái đầu, gặp nhau mà chẳng biết nhau, trẻ cười hỏi khách từ đâu đến làng. Trong văn bản này, chúng ta tìm được cặp từ trái nghĩa trẻ, già. Như vậy, chúng ta chú ý, một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. Chúng ta xét ví dụ với từ lành và từ già. Với từ lành, chúng ta có các cặp từ áo lành, trái nghĩa với áo rách, bát lành, trái nghĩa với bát vỡ, thuốc lành, trái nghĩa với thuốc độc và chó lành, trái nghĩa với chó dữ. Với từ già, chúng ta có các cặp từ, ví dụ như người già, trái nghĩa với người trẻ, cao già trái nghĩa với cao non. Như vậy chúng ta có thể khẳng định từ lành, già là từ nhiều nghĩa và thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. Như vậy chúng ta đã ôn tập hệ thống được những kiến thức. Phần tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập để củng cố phần lý thuyết chúng ta vừa ôn tập. Bài tập đầu tiên, so sánh nghĩa các từ ăn, xơi, chén và cho, tặng, biếu. Với nhóm từ đầu tiên, ăn, xơi, chén, chúng ta chú ý. Có điểm giống nhau là cùng chỉ hành động
đưa thức ăn vào miệng, nhai và nuốt. Tuy nhiên, điểm khác nhau chúng ta chú ý, ăn mang sắc thái bình thường. Xơi mang sắc thái kính trọng, lịch sự. Chén sắc thái thân mật. Ở nhóm từ thứ hai, cho, tặng, biếu. Các từ này có điểm giống nhau, đều là trao cái gì đó cho ai, được quyền sử dụng riêng, vĩnh viễn, không đòi lại hay đổi lại một cái gì, nhưng có điểm khác nhau như sau. Cho là người trao vật có ngôi cao hơn hoặc ngang hàng với người nhận. Tặng, người trao vật không phân biệt ngôi thứ với người nhận. Vật thường mang ý nghĩa tinh thần để khen ngợi, khuyến khích hay tỏ lòng yêu mến. Biếu, ở đây là người trao vật có ngôi thấp hơn hoặc ngang hàng với người nhận, có thái độ kính trọng đối với người nhận. Như vậy, khi tìm hiểu để nắm được những điểm giống nhau và khác nhau giữa các từ này, chúng ta sẽ chú ý sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp. Sang bài tập thứ hai, các em sẽ đặt câu với từ kết quả, hậu quả. Khi đặt câu với từ kết quả, hậu quả, thì chúng ta chịu chú ý đặt đúng câu và sử dụng từ phù hợp. Các em có thể tham khảo mẫu. Câu đầu tiên đặt câu với từ kết quả, chúng ta có câu tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Câu thứ hai với từ hậu quả, chúng ta đang phải nhận hậu quả từ cách đối xử tàn nhẫn với mẹ thiên nhiên. Đây là hai câu chúng ta đã đặt với hai từ như vậy. Sang bài tập thứ ba, tìm các cặp từ trái nghĩa trong các câu ca dao tục ngữ sau. Như vậy, với bốn câu tục ngữ ca dao này, trong mỗi câu chúng ta sẽ tìm các cặp từ trái nghĩa. Lưu ý, chị em như chuối nhiều tàu, tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lời. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà, 3 năm được một chuyến sai, áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Như vậy, với các câu tục ngữ ca dao này, chúng ta chú ý. Ở câu đầu tiên, chị em như chuối nhiều tàu, tấm lành, che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lời. Chúng ta tìm được cặp từ trái nghĩa đầu tiên là lành với rách. Ở câu thứ hai, số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Chúng ta tìm được cặp từ trái nghĩa giàu, nghèo. Câu thứ ba, 3 năm được một chuyến sai, áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê. Ta tìm được cặp từ trái nghĩa ngắn với dài. Và câu cuối cùng, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Ở câu này chúng ta tìm được các cặp từ trái nghĩa là đêm với ngày, sáng với tối. Như vậy chúng ta chú ý hoàn thiện. Sang bài tập thứ tư, viết đoạn văn từ 5 đến 10 câu với chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa hoặc từ trái nghĩa. Như vậy chúng ta lưu ý, với yêu cầu của bài tập này, chúng ta sẽ viết một đoạn văn. Và chúng ta sẽ lưu ý viết đảm bảo hình thức và nội dung. Với chủ đề tự chọn thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn sử dụng từ đồng nghĩa hoặc từ trái nghĩa. Hoặc là viết đoạn văn có sử dụng được cả từ trái nghĩa và từ đồng nghĩa thì càng tốt. Với yêu cầu này, các em có thể tham khảo một số đoạn văn sau đây. Đoạn văn thứ nhất, trường học là nơi chúng ta học được biết bao điều. Nơi đây có thầy cô, những người truyền lửa cho chúng ta biết bao nhiêu kiến thức, dạy dỗ chúng ta khôn lớn, trưởng thành. Đây còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời bên bạn bè, những tháng ngày học bài, ôn bài, nô đùa mỗi giờ ra chơi. Trường học như cái nôi đón chúng ta từ tay ba mẹ, dạy chúng ta thế nào là cuộc đời, dạy ta cách làm người, đạo đức, nhân phẩm, tính cách, trí tuệ. Những chùm phượng vĩ đỏ rực, những trang sách trắng mực đen, những người bạn tri kỷ, tất cả sẽ giúp chúng ta có những tháng ngày học trò vô tư, vô lo. Dù mai này lớn khôn, nhưng ký ức học trò, công ơn dạy dỗ của thầy cô luôn khắc sâu trong lòng mỗi chúng ta. Như vậy, ở trong đoạn văn này, các em sẽ tìm được từ đồng nghĩa đó là khôn lớn, trưởng thành với lớn khôn. Sang đoạn văn thứ hai, chúng ta chú ý. Ai sinh ra trên đời đều có quê hương của mình. Quê hương gắn bó với tôi suốt một thời thơ ấu. Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp nơi, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hòa mình vào gió,
được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt chuẩn chuẩn. Đến mùa lúa chín, tôi đã từng được thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quả quê. Những xúc cảm ấy vẫn luôn trong tôi không gì xóa mờ được. Giờ đây, tuy thân thể tôi đã xa cách quê hương, nhưng tâm hồn tôi vẫn hướng về nó, luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm. Như vậy, ở trong đoạn văn này, khi đọc, chúng ta có thể phát hiện ngay cặp từ trái nghĩa đó là có và không. Ở đoạn văn có sử dụng cả từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa, chúng ta chú ý. Quê hương em rất thanh bình và yên tĩnh. Có những cánh đồng thẳng cái cò bay chạy theo những con đường làng quanh co. Những buổi sáng mùa xuân đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao. Gió xuân nhẹ thổi, sóng lúa nhấp nhô từng đợt đuổi nhau xa tít. Một đàn cò trắng sang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Đầu làng có con sông, nước xanh ngắt, trong lành. Và những buổi chiều, cánh đồng rộn lên những câu hò, câu hát hay vang trời của những người dân hay đi làm ở cỏ ở gần cánh đồng, có cây đa to để mọi người nghỉ, ngồi nghỉ sau buổi lao động mệt nhọc. Mùa lúa chín, trong miền lúa vàng ánh lên màu đen nhánh của những cái liềm người dân đi gặt. Rải rác khắp cánh đồng làng là những chiếc nón trắng của người đi gặt nhấp nhô lên xuống. Như vậy, ở trong đoạn văn này, các em có thể phát hiện được những từ đồng nghĩa. Đó là thanh bình và yên tĩnh, xanh thẳm và xanh ngắt. Các từ trái nghĩa là thẳng với quanh co, đứng với ngồi, trắng với đen, gần với xa và lên với xuống. Như vậy, chúng ta chú ý ở các bài tập thứ tư này, chúng ta sẽ lưu ý hoàn thiện đảm bảo theo yêu cầu. Như vậy, chúng ta đã ôn tập hệ thống lại những kiến thức về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và hệ thống các bài tập từ bài tập 1 đến bài tập 4. Chúng ta lưu ý các em sẽ về nhà ôn tập, tiếp tục học để nắm chắc được kiến thức và hoàn thiện các bài tập. Và chúng ta sẽ chuẩn bị nội dung cho tiết học sau. Chúng ta sẽ ôn tập cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. Cô hy vọng tiết học hôm nay sẽ giúp được chúng ta trong việc ôn tập củng cố kiến thức phần tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.